Hello everyone, welcome to Chin Lực Family Ohio. Hello. Chào các bạn, hôm nay nhà mình lại đi coi đèn Giáng sinh nha. Hôm nay ở chỗ công viên Pyramid Hill. Rồi, xin mời các bạn theo dõi mình nha. Sẽ quay lại những cái cung đường có nhiều đèn đẹp, thiệt là đẹp cho các bạn xem. Thì các bạn theo dõi mình nha. Thì hôm nay là đi cái khu này thì mình không có xuống xe, mình sẽ ngồi lên trên xe luôn và mình sẽ ngắm từ trên xe cho nó an toàn trong cái mùa dịch và mình có thể quan sát được tổng thể của cái khu này. Rồi các bạn theo dõi mình nha. Trước mặt mình là cái cổng để đi vào cái công viên, thì rất là nhiều xe đang nối đuôi nhau để xếp hàng để mua vé vào cổng, và mình cũng phải cần xếp hàng để mua vé vào cổng. Đoàn xe của mình lúc này đã vào địa phận bên trong của công viên rồi đây các bạn. Thì mỗi xe sẽ nối đuôi nhau và chạy theo đường lối trật tự, cứ chạy tiếp theo cái xe phía trước. Thì mình sẽ đi một chiều thôi và mình ngắm những cái ánh đèn người ta trang trí hai bên đường đó. Các bạn thấy có lung linh không, đẹp không? Đó. Thì khi mà mình đi hết một cái vòng thì mình sẽ trở ra cái cổng và mình đi về. Thì bây giờ các bạn hãy theo chân của mình để cùng ngắm cái đèn Giáng sinh đêm nay ha.
Alo, vậy là cả nhà mình vừa đi xong một vòng để xem cái đèn Giáng sinh trong cái khu này. Thì bây giờ là mình đã ra tới cổng để chuẩn bị về rồi. Thì mình sẽ kết thúc video của mình hôm nay. Hy vọng là các bạn thích. Và hãy vui lòng nhấn like và chia sẻ, đăng ký giùm mình. Thank you. Hẹn gặp lại vào video tiếp theo. Merry Christmas. Merry Christmas. Cả nhà mình sẽ chúc các bạn một mùa Giáng sinh thật an lành, ấm áp và gặp nhiều may mắn, sức khỏe tốt. Bye bye các bạn ha.